Đây là Đặng Thanh Quý, 27 tuổi, trú tại thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Quý chính là thanh niên nổ súng trong quán cà phê tại thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khiến hai người bị thương. Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10 năm 2022, có rất nhiều người đang ngồi uống cà phê trong quán Kim Băng thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận. Bất ngờ, một nam thanh niên ngồi trên xe taxi từ phía ngoài đường chĩa súng ra cửa taxi, bắn vào trong quán khiến hai người bị trúng đạn, bị thương tích. Sau khi gây án, nam thanh niên đã nhanh chóng tẩu thoát. Người dân địa phương đã đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Tiếp nhận nguồn tin, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đã bắt giữ được thanh niên gây án, chính là Đặng Thanh Quý. Quý đã giao nộp cho cơ quan công an 2 khẩu súng, 36 viên đạn, 3 vỏ đạn, 1 bình xịt hơi cay và một số vũ khí nóng khác, trong đó có đao, kiếm. Theo điều tra ban đầu, Quý đón xe ô tô do một tài xế ở thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn chở đến quán cà phê rồi gây án. Sáng 14 tháng 10 năm 2022, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết tại cơ quan điều tra, bước đầu Đặng Thanh Quý khai nhận lý do mà Quý bắn vào quán cà phê là do trong quán có một thanh niên đang ngồi đã chọc ghẹo bạn gái của Quý. Tuy nhiên, khi Quý rút súng bắn vào quán cà phê lại trúng hai người khác. Khẩu súng Quý dùng để gây án là loại súng rulo bắn đạn chì.